Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2017, tại thành phố Westminster, miền Nam California, Nhật báo Việt báo đã tổ chức buổi phát giải thưởng viết về nước Mỹ năm thứ 18. Với sự hiện diện đông đảo của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các vị dân cử các cấp, các giới cầm bút và đồng hương, được học chương trình là Thụy Trinh và Nguyễn Hoàng Dũng. Sau phần giới thiệu quan khách, nữ tài tử Kiều Trinh thay mặt ban tổ chức đã có lời chào mừng. Chúng tôi rất mừng là Việt báo đã có viết về nước Mỹ, để chúng ta hàng năm có biết bao nhiêu câu chuyện để mà nói về nước Mỹ, về cuộc đời của chúng ta sống lưu vong ở đây. Mỗi người chúng ta đều có thể có một câu chuyện. Và cũng qua cái giải thưởng viết về nước Mỹ, chúng tôi cũng thấy rằng là có nhiều viết hay quá. Bởi vì những câu chuyện đó sẽ là những câu chuyện không phải là chỉ kể cho nhau nghe ngày hôm nay, mà sẽ còn là để lại cho nhiều thế hệ sau này trong những cuốn sách mà Việt báo đã in viết về nước Mỹ. Giải thưởng viết về nước Mỹ năm nay cũng như mọi năm có phần phát giải bé viết văn Việt cho các em Trần Thị Vân Hảo, Lương Hải Anh, Justin Đinh Ngọc Phước. Phần trao giải thưởng viết về nước Mỹ có những giải đặc biệt, giải danh dự, giải trùng quang và giải chung kết vinh danh tác phẩm cho tác giả Chu Chính Kali, chung kết vinh danh tác giả cho tác giả Lê Thị Hằng và chung kết giải tác giả tác phẩm cho tác giả Eric Ding với Chuyện Góc Bếp và với giải thưởng và xin chia sẻ cho những người kém may mắn. Cái niềm vinh dự của tôi cũng như vinh dự của gia đình và tất cả các bạn bè thân hữu, tôi xin chia sẻ với những người gặp khó khăn, các thương binh, các em bé, các học sinh không có phương tiện để đi học, để chữa bệnh, hoặc là nhận một phần an ủi nào đó, những người mà đã hy sinh trong cuộc chiến. Và sau khi nhận giải thưởng, tác giả Eric Ding đã chia sẻ với chúng tôi. Dạ, tôi cảm thấy hơi bất ngờ và cảm thấy rất là vinh dự. Là cái chuyện này rất là to lớn và quan trọng, mà tôi là một người đàn bà bình thường như những người khác mà có cơ hội để mà tham gia là đã rất là hân hạnh rồi, mà lại còn được trúng giải, bài được đăng rồi được trúng giải, tôi cảm thấy rất là vinh dự. Và nói về trang phục đang mặc, tác giả cho biết cha mẹ tôi là gốc nông dân miền Bắc thì thường là ăn mặc nâu sồng, đầu thì vấn khăn, phải không? Mà tôi yêu mẹ tôi lắm, mà tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi hay ăn mặc như thế. Và cảm nghĩ của tác giả Nguyễn Thị Phi Phượng khi nhận được giải đặc biệt. Tôi viết bài thì quả thiệt là tôi cũng không mong là được giải. Viết lại những gì mà mình xảy ra thật trong cuộc đời của mình. Viết lại chuyện của gia đình tôi vào hội nhập vào nước Mỹ. Tôi không mong là được giải, nhưng mà khi được giải thì rất là vui. Kính thưa quý khán thính giả, buổi trao giải thưởng viết về nước Mỹ năm thứ 18, sau các phần phát biểu và trao các giải thưởng, ban tổ chức cũng đã chụp hình lưu niệm với các tác giả và phần dùng cơm tố thân mật cùng phần vinh ngại và sổ số gây quỹ với những phần quà giá trị do các nhà hảo tâm tài trợ. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.